cái gì đâu, chỗ nào khó sao biết việc đâu. Ok, thì bây giờ á, cái cắt bột á, nó có cái như vậy nè. Hôm nay á, mình dạy chỉ bọn em, anh dạy bọn em á, là lúc mình... Yes. Không. Thì khi á, anh chỉ bọn em á, là khi mà nhìn ngang cái bóng như vậy á, đúng không? Khi mà nhìn ngang cái bóng như vậy á, là nó phải curve. Thế đúng không? Mình học là mình đắp nó là như vậy. Cho nên khi mình cắt bột nó phải như vậy. Đúng không? Nhìn ngang như vậy này, nó phải khơ. Thì khi bọn em làm cái gì mà cắt bột nó phải khơ như vậy. Nhưng mà ác một cái, nó ác một cái là bọn em nhìn trên mạng thấy bọn hắn cắt này, cắt kia, cắt xéo, cắt đồ ghê đó, đúng không? Hắn không có làm khơ được. Nó không có làm khơ như vậy được. Nó sẽ làm được với một cái lý do là phải đắp thiệt là dày mới dũa được ra như vậy. Dũa máy á, để chạy ra như vậy. Cho nên á, anh nói bọn em rồi, khi á, mà đắp bị flat á, là nó gãy. 80% nó gãy. À, đây là flat. Đúng không? Đắp mà hắn ra như vậy là 80% nó gãy. Đắp là phải như vậy, nó mới giữ được, nó hô được. Nó hô nó không có gãy. Còn khi mình đắp flat như vậy nó không có gãy. Nhưng mà khi mình cắt bột á, khi mình cắt bột á, là bọn hắn cắt như vậy nè, nó ra như vậy nè. Cho nên cái phần trăm của hắn gãy á, là 80%. Hiểu không? Tại vì sao mà nếu mà hắn làm đắp được như vậy á, mà cắt bột mà xéo qua xéo lại mấy này kia mà ra được như vậy á, thì một ngón á, anh nghĩ nó ít nhất là 1.5 tiếng cho tới 2.5 tiếng một ngón. À, tại vì sao? Tại vì á, khi á, mình anh ví dụ này, khi mà hồi nãy á, anh cắt tới đây á, anh tới đây anh cắt á, là anh đắp này, anh đắp nó khơi tới đây luôn. Nhìn đi là chút cô nói sao nè, hồi nãy anh cắt cái ví dụ anh mình cắt cái màu đỏ này gì là anh đắp tới đây đúng không, đúng không, là cái độ dài của anh phải tới đây. Xong rồi cái màu trắng của anh dồn cái độ dài, cái màu trắng này là màu trắng tới đây này, anh dồn phải dồn màu trắng nó cao hơn màu đỏ đúng không, cho nên nó rất là cực thời gian. Màu trắng màu đỏ cái cục đầu tiên anh đắp nó dài lên, cái độ dài nó tới đây, thì cái màu trắng cái cục thứ hai anh phải đắp lên tới đây, nó cao hơn cái màu đỏ. Để anh chi? Thì tại vì hắn đi khơ mà. Hắn đi khơ lên mà, đúng không? Cục thứ ba rồi anh phải đắp theo cái khơ nó xuống. Cho nên lý do đó cắt bột, cắt đơn giản như vậy không sao hết. Nhưng mà cắt mà cầu kỳ này nọ, chỉ cho em một cách nhanh nhất, mà đẹp nhất, mà dễ nhất, chỉ cho ông chủ làm. Chứ mình tuyệt đối mình không làm. Rồi. What is the line meaning? Okay. Đúng không? Cái cách đó là cái cách nhanh nhất. Trời ơi, mà cho bây giờ mà ngồi mà bây giờ mà mới ngồi mà mới cắt cái kiểu mà xanh đỏ tím vàng đến này thế kia là bảo đảm là không bao giờ mà xong được một ngón kia một ngón nữa. Nếu mà hai ngón là 3 tiếng. Cái cách mà đầu tụi bay cắt đẹp nhất, nhanh nhất, gọn gàng nhất, chỉ cho ông chủ là tụi bay đừng có làm thì là hắn ra đẹp thôi, không chạy đi đâu hết trơn. Con tìm khác anh. Đúng không, đúng không? Tại vì nếu như bọn em mà muốn cho nó curve như vậy á, là khoan. Nếu như nếu như mà bọn em mà cắt cho nó curve như vậy á, là bọn em phải nè, anh nói cho nghe này, phải chính xác là như vậy này. Là mình phải lấy một cục bột. Ok, mình lấy cho một cục bột. Xong mình chờ chứ, không chờ nó chảy thì sao? Mình chờ hết mẹ 5 phút rồi. Bỏ lên 5 phút nữa. Nè, ta làm y chang vậy luôn á, bởi anh mới cắt được chứ không phải anh cắt được đâu. Nè. Anh bỏ lên anh chờ xong cái anh chờ cho nó dày thiệt là dày nghe. Xong anh dồn lên giống thiệt thiệt là dày nghe. Đó phải từ từ.
chứ không từ từ nó chảy sao không dày, sao tụi bay không dày, sao tụi bay cắt xong rồi cái từ từ nha, từ từ cho nó dày, từ từ dồn cho nó dày, xong rồi cái ta bắt đầu bây giờ cắt nó xấu đâu có được, phải ráo mới khô mới cắt mới đẹp được, cho nên nó hắn đứng rồi đó mà ta cũng không cắt được, mà ta phải đứng, ta phải đứng và phải ngồi, phải hát một bài ca con cá đồ, xong hết con cá rồi bắt đầu ta mới hát con voi, hiểu không? Này đó, xong rồi này đó, dầu không vô đi mà dầu không đứng rồi đó, không có chảy nữa, nhưng ác cái bây giờ cắt là xấu, cho nên phải đợi cho ráo rồi mới đầu bắt đầu mới cắt, ví dụ thôi, bắt đầu mới cắt, mới bỏ con dao vô cắt xong rồi ví dụ cắt cho đi, xong rồi cái bắt đầu là đó đúng không, rồi bắt đầu cái cục này nó dày tới đây thì tất nhiên cái cục phía sau phải cao hơn chứ, tại vì cái móng mình khơ mà, thì cục cái phía sau màu sao không khơ ha hơn, rồi cái ta bắt đầu lấy cục bột xong cái ta ca một bài ca con voi, ta thấy con voi cái cục cũng khô đồ xong hết rồi ta mới dám cắt. Nội mà một móng một em làm không, nếu mà dưới 1.5 tiếng anh chặt cái đầu thì hai ngón design tụi bay làm hết mẹ 3 tiếng rồi, thì cái cách nhanh nhất và đẹp nhất mà cắt gọn gàng nhất mà không bị la nữa là chỉ tròn chủ, chứ tụi bay đừng có làm, tao không làm. Cho nên cái vấn đề ở cái chỗ bọn em thấy cắt bột, bọn em thấy bọn hắn chụp hình hay là anh chụp hình em thích lắm, không phải là không thích, cũng rất là thích, tại vì thấy màu này màu kia thích, nhưng mà thực chất ra nó không có lợi, mà một khi bọn em đã làm rồi phải khơ. Còn anh biết chắc chắn luôn và đa số luôn bọn hắn mà đó mà cắt á là hắn ra flat như vậy này, hiểu không? Bọn hắn không có biết dồn cục bột, nó không có hiểu là cục bột đây, cục bột thứ hai là phải cao hơn, cục bột thứ ba nó phải cao hơn cục bột thứ hai, xong rồi mới hạ lần hàng xuống, hạ lần hàng xuống à. Mà nếu như mà bọn em mà lanh á thì không sao, lanh á thì bọn em đắp cái cục bột nó ra thành như vậy này, nó ra thành như vậy, dung luôn đúng không? Rồi bọn em chạy máy cho hắn cười, hiểu anh nói không? Đó mày ta, chứ không phải là không mày. Cho nên gọn lại tao nói mày vừa đẹp nè, vừa nhanh nè, vừa nhanh mà vừa đủ mắt khỏe mình nữa là chỉ cho ông chủ làm. Còn cái tiệm nào mà em biết nó không chắc chắn không làm được chỉ qua. Biết dở hơn nhà mình đó. Hiểu không? À, vậy thôi đó, rất là đơn giản. Ok. Nhưng mà tùy theo cái khả năng của mình, đừng có dồn hết vô anh, có nhiều đứa nó đắp lên được không? Không có vậy được. Thì mới dũa, flat rồi mới đắp clear cho nó khơ lên. Đó. Nhưng mà nhìn xấu. Tại vì cắt bột phải nhìn cho nó bén, thiệt là bén mới đẹp. Còn mà em phủ clear lên là nó bị một lớp clear, nó bị mờ đi cái chỗ bán của mình rồi, hiểu không? Đó, cho nên nó rất là phiền, cho nên thôi bỏ đi, cầm con dao cắt y chang cắt thịt cái đó, nhưng mà cắt đơn giản vậy thôi, chờ cho bột nó ráo rồi cắt một cái hai lai ba lai cho nó đơn giản cho vui thôi, chứ đừng có xéo qua xéo lại rồi thế này thế kia rồi canh thế này thế kia, dưới 1.5 tiếng một ngón là cái gì anh cũng chung cho em chứ. Ok, khó quá cho qua. Ok rồi, bye bye anh em. Chưa còn nó đang gấp nữa nè, sau cái bài này học được cái bài đó là chủ chứ mà. Oh, man. Đây là exciting. Đó. Cho này nè, hả? Rồi thôi ok anh em chỉ có cái cắt bột, đúng không? Chỉ anh em biết cách này nhanh nhất rồi mà anh em không làm được nữa thì thôi thì tôi chịu. Ok. Bye bye anh em.